Chào các bạn đã đến với kênh dạy nghề sửa chữa máy may Nam Tuyển. Thì trong video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn và học viên của lớp là cách căn chỉnh bờ to bờ nhỏ của máy vắt sổ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh chỉ của máy vắt sổ 4 chỉ. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải biết phân biệt được là 4 cái đồng tiền kẹp chỉ đó là 4 cái đồng tiền kẹp chỉ là của cái kim của sợi chỉ nào. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải phân biệt được cái đồng tiền kẹp chỉ của móc dưới, đồng tiền kẹp chỉ của móc trên và đồng tiền nào kẹp chỉ của kim trong và kẹp chỉ của kim ngoài. Thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ đếm từ bên trái và bên phải qua bên trái, là chúng ta đếm nên nhớ của có 4 câu rất đơn giản, 4 từ rất đơn giản, đó là dưới, trên, trong, ngoài. Dưới tức là cái đồng tiền kẹp chỉ có móc dưới, thì đồng tiền kẹp chỉ có móc dưới, và trên là đồng tiền kẹp chỉ có móc trên, trong là đồng tiền kẹp chỉ của kim trong, và ngoài là đồng tiền kẹp chỉ của kim ngoài. Thì đây đồng tiền kẹp chỉ của kim trong là móc trong này, chúng ta móc dưới này, đồng tiền kẹp chỉ có móc dưới này chúng ta sẽ lần lượt để theo này. Thì đây là mình có để theo cái sợi chỉ vàng để cho chúng ta dễ phân biệt. Đây sẽ lần lượt đi dưới này đấy, và sẽ theo cái bờ bên cái lỗ bên ngoài, tất cả những cái đường lỗ bên ngoài đây đấy. Rồi đến đây nó sẽ đi lên móc trên ở đây đó. Còn sợi chỉ của đồng tiền trên này, trên tức là đồng tiền kẹp chỉ cái móc trên này, nó sẽ bắt đầu đi này đấy, tất cả những cái lỗ bên trong và theo sợi chỉ màu hồng đây đấy, xuống đây và đi theo đường lỗ bên trong. Thì cũng có một số máy thì nó sẽ không có cái đường sợi chỉ ở giữa này, thì có thể là nó chạy thẳng từ đây sang đây và lên móc trên luôn. Và cái thứ ba là cái đồng tiền kẹp chỉ trong, tức là đồng tiền kẹp chỉ của kim trong đấy, đồng tiền kẹp chỉ kim trong, và nó sẽ đi lần lượt đây đấy, sẽ đi lỗ dưới, lỗ dưới, và đến đây nó đến cái cò kẹp chỉ đây. Đến đây đồng tiền kẹp cái cò kẹp chỉ này, cái cò đánh chỉ này, thì đây một cái nó sẽ đi đánh dưới, cái là của kim trong, và đi sẽ đánh dưới và sang lỗ dưới đây và vào lỗ trong xuống kim đây đấy, xuống kim trong này. Còn đồng tiền kẹp chỉ bên ngoài này đấy, đồng tiền kẹp chỉ ngoài này, đây là đồng tiền kẹp chỉ ngoài, là đồng tiền kẹp chỉ kim ngoài này, nó sẽ đi lần lượt cái lỗ trên này, tất cả nó đi lỗ trên hết, và đến đây nó sẽ đi theo cái đánh trên này. Đấy, đây lỗi về là máy này là máy dắt thì nó, hoặc là siêu ba đề ca và một số máy khác thì kiểu dáng như vậy thì mình đi như vậy thôi, còn siêu một số loại máy khác thì nó có thể đi khác xíu. Đây lỗ ngoài và đồng thời đi xuống, thì máy nào chúng nó cũng có cái sơ đồ này, máy nào nó cũng có sơ đồ đây, thì chúng ta nên tập làm quen với cái sơ đồ sổ chỉ như này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là một cách khắc phục một số trường hợp của đường chỉ xấu là chúng ta thường gặp này. Đấy, hiện tại bây giờ cái đường chỉ này của chúng ta là đang rất đẹp. Đấy, đường rất đẹp. Đấy, từ đường thắt nút cả mặt dưới mặt trên là rất đẹp, long lanh này, rất đẹp. Đây là đường chỉ chuẩn. Còn bây giờ một số trường hợp có thể là đường chỉ giữa đường thắt nút của đường chỉ trên và đường chỉ móc dưới này. Đấy, đường chỉ móc trên và đường chỉ móc dưới này nó sẽ không có nằm ở cái mép bờ này nữa, có thể là nó quấn xuống dưới này hoặc là ở phía bên trên này. Thì cách đó để chúng ta phải khắc phục ra làm sao và nhận biết mặt chỉ, mặt phải, mặt vỏ chỉ này. Đấy, đây cái trường hợp này, thì cái đường chỉ này
nó sẽ bị quấn xuống bên dưới. Nó quấn xuống bên dưới. Thì bây giờ là cái đầu tiên là chúng ta phải phân biệt ở trên mặt vải. Thì cái mặt vải là cái đâu là của sợi chỉ trên này, của sợi chỉ móc trên, đâu là sợi chỉ móc dưới này. Thì cái đầu tiên là chúng ta để theo cái chiều thuận của mặt vải. Mà khi ta may thì cái mặt bên trên này, cái sợi chỉ hồng đây. Đấy, cái sợi chỉ hồng này. Đấy, sợi chỉ hồng này thì nó là chỉ có móc trên. Đấy, sợi chỉ này là sợi chỉ có móc trên. Và bên dưới mặt vải này, cái sợi chỉ màu vàng đây. Đường chỉ màu vàng đây. Đấy, là đường chỉ của móc dưới. Thì bây giờ là chúng ta nó bị như vậy là chúng ta cũng nên là đưa vào là chúng ta phải đè máy ra chúng ta làm luôn. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải nên kiểm tra xem cái đồng tiền kẹp chỉ có móc trên này. Đấy, đồng tiền kẹp chỉ móc trên này xem nó có bị vướng với cái ba dớ bẩn hoặc là cái sợi bụi của cái bột vải á, hoặc là cái chỉ bụi nó dính vào kẹp vào đây thì nó có hở ra thì nó sẽ không bị giờ lỏng chỉ và nó bị quấn xuống dưới như thế này. Nó sẽ bị quấn xuống dưới như thế này. Đấy, thì không có là chúng ta vạch cả hai cái này ra, chúng ta thổi một cái, vạch cả hai đồng tiền này ra. Thứ nhất là chúng ta vạch cả hai đồng tiền này ra, chúng ta thổi cái xem nó có những cái gì nó bay ra hết. Rồi xong tiếp theo này là chúng ta sẽ cầm sợi chỉ này, lôi hai sợi chỉ này. Đấy, để cho mức độ là cái đồng tiền này nó mềm tương đối. Hai cái này là lỏng, sợi chỉ nó sẽ mềm hơn. Đấy, mềm hơn so với sợi chỉ kim, nó lỏng hơn sợi chỉ kim đó. Tức lỏng hơn sợi chỉ kim. Thì chúng ta điều chỉnh làm sao cho hai cái sợi chỉ này là cái độ lỏng tương đối bằng nhau, 1:9:10, hai độ cái độ lỏng tương đối bằng nhau. Đó. Rồi bắt đầu chúng ta từ từ sẽ từng bước chúng ta làm sao. Đó. Cứ kéo này hai cái mà thấy nó nhẹ giống nhau thì chúng ta bắt đầu may, chứ đừng cho vặn chặt quá. Vặn chặt quá nó sẽ kéo sợi chân sợi chỉ của móc dưới ra, của kim trong đó. Chúng ta sẽ kéo thế là được nhẹ giống nhau rồi thì chúng ta bắt đầu may thử này. Đó, thấy chưa? Đấy, thì cái trường hợp như vừa rồi thì là cái sợi chỉ của móc dưới là nó nặng hơn so với sợi chỉ của móc trên, thì nó sẽ kéo cái đờ chân cái đường thắt nút này quấn lên bên dưới. Đấy, chúng ta nhả ra một xíu, chúng ta nhả cái sợi chỉ của móc dưới này ra. Chúng ta nhả cái đồng tiền móc dưới này từ từ nhả, chứ không nên nhả nhanh quá. Không nên là đè ngồi vào cái là chúng ta đè và chúng ta nhả luôn. Đó, cái này cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ nhả cái sợi chỉ này ra này. Nhả này, lỏng cái đồng tiền nhẹ ra một xíu này. Đó, rồi nó sẽ được này. Rồi cái này nó lỏng quá thì chúng ta vặn vào xíu. Đó, vặn vào xíu. Đó. Như vậy là đường chỉ nó sẽ là đường chỉ móc là đã được cái đẹp rồi đây. Đấy, trường hợp mà quấn chỉ đứng bên dưới là chúng ta đã chỉnh được đẹp rồi. Như này là rất đẹp rồi. Giờ ví dụ như cái trường hợp mà nó bị chặt cái sợi chỉ móc trên này thì nó sẽ bị quấn lên trên. Chỉ dưới mà lỏng chỉ dưới này mà nhẹ hơn cái sợi chỉ móc trên này thì nó sẽ bị quấn lên trên. Thấy chưa? Trong những cái trường hợp mà nó quấn lên dưới hoặc quấn lên trên này thì nhiều trường hợp cũng không hẳn là do nó bị là cái đồng tiền này không. Nhiều khi cái đồng tiền này á, là nó đã độ kẹp chỉ của hai cái nó rất đẹp rồi. Hai cái sợi chỉ này kẹp nó rất rất lỏng giống nhau rồi. Nhưng mà nó vẫn bị quấn lên trên hoặc quấn lên dưới thì trước hết là chúng ta phải kiểm tra này trên cái giá chỉ này. Là xem nó có bị cái ống chỉ nó xem có bị vướng mắc ở cái ống chỉ không. Nhiều khi cái ống chỉ nó kém nó sẽ cũng bị quấn như vậy. Hoặc là trên giá chỉ cái đường dẫn chỉ nó bị xước, nó cũng bị vậy. Cái thứ hai nữa là có khả năng là chúng ta xỏ chỉ bị sai. Thì chúng ta xỏ chỉ bị sai này. Bớt đi mà có thể từ đây. Lẽ ra chúng ta phải xỏ hết đủ bốn mấy lỗ của nó từ đây xuống đây và lên đây. Nhưng mà chúng ta đến đây chúng ta là không xỏ qua cái đánh chỉ bên trái này của móc trên này, thì chúng ta đến đây chúng ta tắt ngang lên đây và lên đây lên kim luôn, lên móc luôn thì nó cũng bị
địa chỉ như vậy, hoặc là cái này cũng vậy, đến đây chúng ta tắt ngang chạy thẳng lên đây, hoặc là chúng đến đây chúng ta không xỏ cái lỗ này mà đến đây luôn. Đấy, không xỏ lỗ này mà chúng ta chạy thẳng sang đây thì cũng không được. Hoặc là hai cái sợi chỉ này chỉ trong chỉ ngoài nó xỏ lộn cho nhau. Đấy, trong và ra ngoài, ngoài vào trong, đến đây chúng ta xỏ ngược sang đây, đây xả vào đây cái là nó không bị. Đấy, chúng ta trước khi mà nó bị chỉ như vậy là chúng ta nên phải kiểm tra lại tất cả cái đã. Kiểm tra lại tất cả những cái đường chỉ đó xem nó tình hình ra làm sao. Nó có bị vướng mắc hoặc là thiếu sót ở điểm nào không, xỏ lộn đâu không. Đấy, rồi đây trường hợp này thì quay lại với cái trường hợp mà nó bị quấn chỉ trên nhé. Thì chúng ta này sẽ cũng lại kéo tiếp này. Đấy, hai sợi chỉ này. Đấy, cũng là kéo ra kiểm tra hai cái sợi chỉ này coi xem là nó độ nặng nhẹ nó giống nhau chưa. Đấy, cầm hai đầu chỉ tôi kéo như thế này. Rồi, cái này thì chỉ móc dưới nó sẽ lỏng hơn móc trên rồi. Đấy. Nó lỏng hơn móc trên thì sợi chỉ trên nó nặng hơn thì nó sẽ kéo cái chỉ móc dưới quấn lên trên. Đấy, để chúng ta cũng kéo này cho nó tương đối bằng nhau này. Rồi. Thì chúng ta tiếp tục xong rồi chúng ta tiếp tục may thử coi. Đó, cũng gần được rồi đây. Là chỉ trên vẫn đang còn hơi chặt hơn một xíu. Thì bây giờ ta nhả trên ra một xíu này. Đó, bây giờ ta nhả chỉ trên ra một xíu này. Và ta vặn chỉ móc dưới vào xíu này. Đó. Và chúng ta lại tiếp tục may. Rồi, như thế này là ok. Đấy là chúng ta là cơ bản là chúng ta phải nắm rõ được các cách là sử dụng các đồng tiền, làm sao phân biệt được đồng tiền nào là đồng tiền trong và của kim móc trên, đồng tiền nào là đồng tiền của móc dưới và cái nào là của kim trong, của kim ngoài. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta như này, mà trường hợp chúng ta thấy cái đường chỉ giữa này, đường chỉ kim trong này nó nổi lên. Thì lý do làm sao, hoặc là cái đường chỉ kim ngoài này nó bị nổi lên là lý do làm sao, thì mình sẽ demo cho các bạn thấy và chỉ cho các bạn cách kiểm tra và căn chỉnh. Ở đây hiện tại bây giờ như thế này. Đấy, chúng ta có nhìn thấy không, đường chỉ của móc của kim trong này nó sẽ nổi hột lên này. Nổi hột lên này. Thì cái việc này là chúng ta cũng phải là vạch cái đồng tiền của kim trong này ra. Chúng ta thổi đi cái đá xem nó có bị kẹp chỉ, kẹp bụi đấy không. Rồi cái tiếp theo là chúng ta mới kiểm tra đến này, là tất cả những đường xỏ chỉ này là chúng ta có xỏ đúng hay không này, có thể nó bị lộn. Cái thứ hai vấn đề nữa là rất quan trọng là chúng ta phải kiểm tra cái đầu kim á, là cái đầu kim mà nó bị tà cái đầu kim là nó cũng bị trường hợp giống như vậy, là cái sợi chỉ nó cũng không lên được hết, thì chúng là trường đầu kim nó bị tà là chúng ta thay kim luôn. Và cái trường hợp như này thì chúng ta là cũng vặn cái sợi chỉ móc ở kim trong này lại. Chúng ta vặn từ từ thôi chứ không nên vặn hấp tấp quá, mà vặn nhanh quá là cũng không được. Nhiều khi vặn quá là mất công vặn ra. Đấy, vặn từ từ một, chúng ta vừa vặn vừa điều chỉnh. Đây vẫn đang còn hơi bị xíu à, thì chúng ta là vặn vào tiếp này. Đó. Đó, như vậy là chúng ta chỉnh như này là đã được rồi đây. Còn cái sợi chỉ của kim ngoài này, cái sợi chỉ màu đỏ đây là sợi chỉ của kim ngoài này. Nếu mà nó nổi thì nó xảy ra nhiều cái trường hợp để nó bị nổi chỉ này. Thì mình cũng chỉ cho các bạn là cách nhận biết là lý do làm sao nó bị của cái sợi chỉ ngoài này. Sợi chỉ ngoài này là sợi chỉ hay gặp nhất. Đó, nó bị như thế này. Sợi chỉ ngoài là thường nó bị như thế này rất nhiều. Cái sợi chỉ ngoài nó bị như vậy, nó bị như thế này là chúng ta cũng nên nghĩ đến
là cái việc của kẹp chỉ, của đồng tiền kẹp chỉ ngoài này, kim ngoài này này, xem nó có bị vướng mắc này. Thứ nhất là vướng mắc này, thứ hai là chúng ta xỏ có đã đúng hay không này, xỏ sai là nó không bị này, hoặc là trong này nó bị kẹt cái sợi chỉ nó bị này. Và việc cái vấn đề nữa mà chúng ta là thường xuyên là hay chủ quan này mà không bao giờ để ý đến, đó là nhiều khi chúng ta là cứ vặn cái đồng tiền kẹp chỉ của móc dưới này rất thật chặt lại. Đấy, chúng ta vặn cái đồng tiền kẹp chỉ này chặt quá, của móc dưới này kẹp chặt quá thì nó cũng sẽ kéo cái đồng tiền này này, cái kẹp chỉ này, cái đồng tiền, cái chỉ móc dưới này này, chúng ta vặn chặt quá thì nó cũng sẽ kéo cái chân, kéo cái chân của sợi chỉ kim kim ngoài này lại. Đến lúc này chúng ta là cứ nghĩ là cái đồng tiền kẹp chỉ của kim ngoài nó lỏng, mà chúng ta cứ vặn cái đồng tiền kẹp chỉ này vào. Đấy, cứ vặn đồng tiền cái kẹp chỉ, chúng ta nghĩ sai thì chúng ta sẽ kẹp vặn cái đồng tiền kẹp chỉ này càng chặt lại để cho nó kéo vào, để cho nó sát lại, thì lúc đó là căng chỉ quá là sẽ dẫn đến là đứt chỉ này, bỏ mũi này. Đấy, là trước khi vào là chúng ta cũng phải là kiểm tra lại mấy cái trường hợp. Một là chúng ta phải kiểm tra là cái đường sỏi chỉ của chúng ta ở dưới này, chỉ móc là xem đúng hay không ạ này. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra là cái lượng chỉ có móc trên này hoặc có móc dưới này, chúng ta vặn nó có bị chặt quá không này, nặng quá thì chúng ta phải nhả nó ra, không nên để chặt quá làm cái gì, chặt quá là chúng ta là ảnh hưởng đến cái đường chỉ của kim trong đó, là chúng ta phải nhả nó ra, là bao giờ nó cũng lỏng hơn so với cái là hai sợi chỉ kim này, đừng vặn ra đồng tiền này chặt quá. Và cái tiếp theo là chúng ta này cũng để ý đến cái kim ấy, là nó bị tà đầu là chúng ta thay luôn. Và cái nữa là cái mặt nguyệt này là chúng ta là ít khi để đến ý đến, là nhất là cái mép này chạy lâu ngày nó bị kim gãy hoặc là móc mà đâm vào đây, hoặc là hai cái cạnh này là nó bị chảy ở bên dưới này. Đấy, bên dưới mặt nguyệt này chạy nó bị khuyết đây thì nó không phát được, thì nó cũng bị xấu, cũng bị xấu này, đây này cái cạnh này đấy, là nó cũng bị rất xấu. Đấy, chúng ta phải kiểm tra dưới đây để chúng ta vuốt nghe. Và cái nữa là chúng ta phải để ý cái chân vịt này, đây này cái mép của chân vịt đây này. Đấy, chạy lâu ngày là có thể gãy kim, nó đâm vào đây nó chảy thì chúng ta cũng vuốt qua đi. Thì bây giờ là chúng ta tiến hành kiểm tra này, xem là cái sợi chỉ kim này nó có lỏng hay là nó lỏng do sợi chỉ kim, hay là lỏng do hở chân, là do sợi chỉ kim hay là hở chân này là do cái đồng tiền kẹp chỉ này. Đấy, chúng ta kiểm tra này giữa hai cái này. À rồi, hai cái này là chúng ta kiểm tra thấy nó mềm tương đối giống nhau rồi này, lỏng tương đối giống nhau rồi thì thôi chúng ta không quan tâm cái này nữa, thì lúc này chúng ta sẽ quan tâm đến cái sợi chỉ kim này, kéo xem nó có lỏng không này. Rồi, kéo này lỏng này là chắc chắn là nó. Để chúng ta là vặn vào, vặn dần dần từng bước một. Chúng ta này vẫn đây còn hơi lỏng, hơi hở chân này, vẫn đang còn hở chân này, hở chân về là đồng tiền này cũng đã kiểm tra lại này, rồi vẫn đang còn lỏng lắm, chúng ta vặn vào tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta thấy chưa, đường chân này là tương đối đẹp về đây này. Cái này là chúng ta đừng vặn chặt quá, bởi vì nó là hàng thun, và khi chúng ta may á, là nó có độ co giãn rất lớn, nó có độ co giãn rất lớn. Đây này, may xong này, cái đường chỉ này làm sao nó bám sát so với mặt vải này là được rồi, bám sát với mặt vải được rồi, đừng để nó nổi hột, đừng để nó nổi hột lên nhiều là được rồi. Bởi vì cái này là cái độ tạo thắt nút của đường và chỉ này á, là nó không bao giờ giống như máy mực kim, bởi vì nó có độ giãn của vải, may xong độ giãn của vải rất lớn.
Nếu mà chúng ta mà đưa sát vào chúng ta là may xong là chúng ta kéo là nó sẽ bị đứt. Thấy chưa, đường vải chúng ta rất đẹp này. Ok, vậy thôi, cái bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là các bạn xem cái like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.